Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ quen thuộc của bản tin Camera Cuộc Sống. Mở đầu bản tin là tiểu mục ống kính 24 giờ với những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực. Ngày 5 tháng 1, tỉnh Thái Nguyên tổ chức phát động tuần cao điểm Tết vì người nghèo Xuân Tân Sửu 2021. Năm vừa qua, tỉnh đã tiếp tục chú trọng và đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động an sinh xã hội với trọng tâm là thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trên 1,1 nghìn tỷ đồng huy động từ các nguồn đã được dành để hỗ trợ người nghèo. Đặc biệt, thông qua tuần cao điểm Tết vì người nghèo 2020 đã vận động được khoảng 35 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, tỉnh đã trao tặng gần 25.000 xuất quà, hỗ trợ làm mới hơn 400 nhà đại đoàn kết, tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh nghèo học giỏi, cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ nghèo đón Tết. Nhiều chương trình an sinh xã hội đã được các cơ quan đơn vị của tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả, không chỉ tạo nguồn lực và sự động viên các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, mà còn tạo hiệu ứng xã hội tốt và sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bắt giữ đối tượng về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép vũ khí quân dụng tại khu vực xã Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Tang vật thu giữ gồm 2 khẩu súng tự chế, bắn đạn ghém và 60 viên đạn các loại. Khám xét nơi ở của đối tượng tại địa chỉ trên, cơ quan công an phát hiện thu giữ thêm 2 khẩu súng, 129 viên đạn, 14 hạt nổ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa khai trương trang thông tin điện tử Bộ Luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ truy cập bộluatlaodong2019.molisa.gov.vn. Tại đây, người truy cập sẽ được cung cấp thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ Luật Lao động năm 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành bộ luật, các thông tin ấn phẩm, tài liệu tham khảo khác liên quan nhằm tạo điều kiện để người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan tổ chức cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019. Đây còn là nơi để trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện bộ luật này. Theo thông tư số 112/2020 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 30/6/2021, lệ phí cấp căn cước công dân giảm 50%. Theo đó, mức lệ phí cấp căn cước công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân, 30.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được. Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính quê quán, có sai sót về thông tin trên thẻ. Khi công dân có yêu cầu, 50.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, 70.000 đồng một thẻ căn cước công dân. Bộ Y tế vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất dừng tổ chức và hạn chế cấp phép các chuyến bay về Việt Nam từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có lây nhiễm chủng biến thể mới của SARS-CoV-2. Hiện nay đã có hơn 40 quốc gia đưa ra lệnh hạn chế nhập cảnh, đóng cửa biên giới, cấm các chuyến bay đến và đi từ Anh cùng các quốc gia có ghi nhận biến thể mới của virus SARS-CoV-2, ngăn chặn biến thể mới lây lan. Tại Việt Nam đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có chủng biến thể mới đang được cách ly điều trị tại Trà Vinh. Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, các trung tâm thương mại, siêu thị trên cả nước ghi nhận lượng người mua sắm tăng đột biến, cho thấy sức mua bán lẻ đã có sự cải thiện rõ rệt. Tổng lượng khách hàng đến tham quan mua sắm tăng gấp đôi ngày thường, lên hơn 2 triệu lượt người mỗi ngày. Ước tính các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng gần gấp đôi ngày thường. Sở dĩ lượng khách tăng là do dịp Tết Dương lịch năm nay rơi vào dịp cuối tuần và cộng với tình hình dịch bệnh được các cơ quan chức năng kiểm soát tốt nên người dân cũng phấn khởi mua sắm ăn lễ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định phê duyệt đề án xây dựng quảng bá thương hiệu quốc gia nghệ thuật sơn mài Việt Nam giai đoạn 2020-2030. Theo đó, các bộ ngành địa phương tập trung xây dựng logo, bộ nhận diện nghệ thuật sơn mài Việt Nam, tổ chức liên hoan nghệ thuật sơn mài quốc tế, xuất bản sách giới thiệu nghệ thuật sơn mài. Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật sơn mài Việt Nam, góp phần phát triển thị trường văn hóa, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Âm nhạc được xem là một thành tố quan trọng trong việc nuôi dưỡng tâm hồn và phát triển nhân cách con người, đặc biệt là với các em thiếu nhi. Nhưng hiện nay, âm nhạc cho thiếu nhi đang đối mặt với thực trạng đáng buồn là có rất ít bài hát mới và hay về thiếu nhi. Ghi nhận của phóng viên bản tin Camera Cuộc Sống. Mỗi khi đề cập đến thực trạng âm nhạc cho thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay, nhiều nhạc sĩ, nhà giáo lại có chung một nhận xét, vừa thừa lại vừa thiếu.
thừa những bài hát có chất lượng trung bình nhưng lại quá thiếu những bài hát thiếu nhi mới, hay và phù hợp với giai đoạn hiện nay có thể sống được trong lòng công chúng. Hãy trả lại tuổi thơ đích thực cho trẻ thông qua nghệ thuật, và hãy đặt đúng của các em, hãy cho những các em có món ăn tinh thần đúng với lứa tuổi của mình. Những năm gần đây, tại nhiều sân chơi âm nhạc cho thiếu nhi, ngày càng xuất hiện nhiều trẻ em hát những ca khúc của người lớn không phù hợp với lứa tuổi. Nhiều khán giả, nhiều phụ huynh, nhạc sĩ cảm thấy buồn và không khỏi lo lắng. Theo cái thị trường bây giờ thì mình thấy là cái xu hướng âm nhạc của các con bây giờ có rất là nhiều lựa chọn. Thế nhưng mà mình vẫn là hướng các con vào và vẫn nghe cái dòng nhạc thiếu nhi của Việt Nam mình từ xưa đến nay, cho các con có cái tuổi thơ, có những kỷ niệm đẹp. Ở nhà thì thường là khi các con mở tivi thì thường các con là hay xem những cái chương trình ca nhạc của người lớn. Thế và khi mà nhìn thấy con như thế thì chị rất là lo lắng, thực sự là lo lắng, bởi vì là những cái bài hát người lớn nhiều bài không phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt là trên mạng có những bài hát chế. Trên thực tế, viết nhạc cho thiếu nhi rất khó, rất cần những nhạc sĩ có tầm và có tâm. Ở thời nào cũng vậy, âm nhạc vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Âm nhạc cho thiếu nhi lại càng quan trọng vì nó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn cho trẻ em, những chủ nhân tương lai của đất nước. Chính vì vậy, để âm nhạc thiếu nhi phát triển tốt, cần có định hướng đúng đắn cho các hoạt động âm nhạc thiếu nhi, từ việc hoạch định chính sách đến việc sáng tác, phổ biến, biểu diễn và truyền thông. Được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp, nhiều hộ sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên đang dần chuyển đổi hình thức canh tác sang hướng hữu cơ để hướng đến quy trình sản xuất bền vững, nâng cao giá trị trên diện tích canh tác của cây chè. Tiếp theo hơn 5 hecta diện tích chè đang được chuyển đổi, Hợp tác xã chè Thủy Thuật, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục chuyển đổi phần diện tích chè còn lại sang sản xuất chè hữu cơ với giống chè trung du bản địa. Mặc dù quá trình chuyển đổi sẽ mất từ 2 tới 3 năm để chính thức được chứng nhận, nhưng nhiều cơ sở sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên đã hưởng ứng tích cực với hướng sản xuất hữu cơ này. Phân tích của các chuyên gia đã chỉ ra là thực tế, dư địa để phát triển nông nghiệp đối với tỉnh Thái Nguyên hiện nay không còn quá lớn. Cho nên việc phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bề rộng, tức là tăng diện tích, sản lượng sẽ không còn phù hợp đối với tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay tỉnh Thái Nguyên đang định hướng và chuyển đổi dần kinh tế nông nghiệp sang chiều sâu, tức là tập trung vào chất lượng, chế biến, thương hiệu và chuỗi giá trị sản phẩm cho sản phẩm nông nghiệp. Quá trình chuyển đổi chè sang sản xuất hữu cơ sẽ bắt đầu bằng việc tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm hóa học trong quá trình sản xuất. Tiếp đó, đất sản xuất sẽ được bón phân hữu cơ và tưới dưỡng bằng nguồn nước đã qua quá trình xét nghiệm thẩm định. Sản phẩm này được các đơn vị có chức năng giám sát chặt chẽ, đến khi hàm lượng sinh hóa trên cây trồng và sản phẩm bảo đảm sẽ được cấp chứng nhận và kiểm soát định kỳ. Trước mắt là chuyển đổi về hữu cơ là cái phần đạm với thuốc trừ cỏ là tuyệt đối là không được dùng. Đấy, thế nên thứ hai là chúng tôi là trong cái nhóm hợp tác xã chúng tôi đây có 7 hát nhưng mà có 5 hát là chính thức là làm hữu cơ. Hợp tác xã tôi là chuyển đổi sang làm hữu cơ là nghĩ đến cái cuộc sống nông nghiệp là cái nền tảng của người nông dân như chúng tôi. Đến nay, diện tích sản xuất chè an toàn được cấp chứng nhận Việt Gáp của toàn tỉnh Thái Nguyên đạt 592 ha, nâng tổng diện tích được cấp chứng nhận Gáp đạt gần 2.600 ha. Diện tích sản xuất áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ là 110 ha. Diện tích sản xuất cây ăn quả an toàn được cấp chứng nhận Việt Gáp đạt 323 ha, nâng tổng số diện tích cây ăn quả được cấp chứng nhận Gáp đạt 376 ha. Ngoài việc hỗ trợ nông dân trong quá trình chuyển đổi, ngành nông nghiệp Thái Nguyên cũng đang tích cực trong việc hỗ trợ quảng bá, cấp chứng nhận để sản phẩm hữu cơ của người sản xuất ra có chỗ đứng trên thị trường, đạt giá trị cao, không bị thua thiệt khi phải cạnh tranh với các sản phẩm nông nghiệp thông thường. Những thông tin về thời tiết ngay sau đây sẽ khép lại bản tin Camera Cuộc Sống ngày hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày 6 tháng 1. Thưa quý vị, thời tiết tại các khu vực của Thái Nguyên đang có xu hướng ấm dần lên. Ngày mai 6 tháng 1, Thái Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu, nên thời tiết ít có sự chuyển biến, trời nhiều mây, không mưa. Tuy nhiên, trạng thái thời tiết này sẽ chỉ duy trì trong 2 ngày tới. Theo dự báo, đêm ngày 7 tháng 1 sang ngày 8 tháng 1 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết nhanh chóng quay trở lại rét đậm rét hại, cụ thể tại các khu vực của Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 20 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, kèm theo sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, không mưa,
đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, không mưa, đêm và sáng trời rét, kèm theo sương mù nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ.